Kình Ngư từng phá kỷ lục của Ánh Viên tràn trề cơ hội có vé dự Olympic Paris. Đội tuyển bơi Việt Nam có thể có hai gương mặt tranh tài ở Olympic Paris 2024 với suất chính thức của Nguyễn Huy Hoàng và suất đặc cách dành cho tài năng 18 tuổi, từng phá kỷ lục của Nguyễn Thị Ánh Viên là Võ Thị Mỹ Tiên. Ngày 25 tháng 6, đại diện lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam xác nhận, Võ Thị Mỹ Tiên có cơ hội rất lớn được nhận suất đặc cách cùng với nam Kình Ngư Nguyễn Huy Hoàng góp mặt tranh tài ở Olympic Paris vào cuối tháng 7 tới. Lý do giúp Võ Thị Mỹ Tiên có cơ hội tràn trề nhận suất đặc cách bởi cô là nữ Kình Ngư Việt Nam có điểm số cao nhất trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bơi Thế giới, FINA. Xét thành tích thi đấu từ năm 2023 đến nay, ngày 3 tháng 7 tới FINA mới chốt danh sách toàn bộ vận động viên bơi tham dự Olympic Paris 2024 nhưng do các tuyển thủ Việt Nam không còn tranh tài giải quốc tế nào nên tấm vé đặc cách có thể thuộc về Võ Thị Mỹ Tiên. Được biết tại Olympic Paris 2024, nếu được suất đặc cách, Võ Thị Mỹ Tiên sẽ tranh tài nội dung duy nhất là 200m cá nhân hỗn hợp. Đây là nội dung mà cách đây 4 năm, Võ Thị Mỹ Tiên gây chấn động khi phá kỷ lục của đàn chị Nguyễn Thị Ánh Viên ở giải trẻ quốc gia. Cụ thể thành tích mà Mỹ Tiên đạt được là 2 phút 21 giây 67 trong khi kỷ lục của Ánh Viên khi đó là 2 phút 22 giây 05. Năm ngoái, Mỹ Tiên còn phá vỡ kỷ lục cũ của bản thân khi đạt thành tích 2 phút 19 giây 23. Với tài năng phát lộ, Võ Thị Mỹ Tiên có thời gian được tạo điều kiện sang Hungary tập huấn. Nhờ đó cô có sự tiến triển, cải thiện tốt thành tích ở các nội dung tự do lẫn hỗn hợp. Như vậy nếu không có thay đổi lớn giờ chót, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự Olympic Paris 2024 với 15 tuyển thủ, trong đó có 13 suất chính thức và 2 suất đặc cách của môn bơi, Võ Thị Mỹ Tiên, Điền Kinh, Trần Thị Nhi Yến. 13 tuyển thủ đoạt suất chính thức gồm Nguyễn Huy Hoàng, bơi, Nguyễn Thị Thật, xe đạp, Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát, cầu lông, Trịnh Văn Vinh, cử tạ, Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền, bắn súng, Võ Thị Kim Ánh, Hà Thị Linh, Quyền Anh, Nguyễn Thị Hương, Cano Yên, Phạm Thị Huệ, Rao Yên, Hoàng Thị Tình, Judo, Lê Quốc Phong, bắn cung.